Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án hồ chứa nước Cánh Tạng. Sức trẻ trên những công trình phần việc thanh niên. Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 3, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, năm 2020 với quyết tâm chính trị cao, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chung tay phòng chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, nổi bật là tham mưu có hiệu quả chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội 13 của Đảng, đảm bảo đúng tiến độ, sớm hơn một số nhiệm kỳ gần đây với nhiều nội dung đổi mới, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, triển khai đồng bộ hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thành cơ bản tất cả các đề án nhiệm vụ được giao. Để đạt được kết quả trên, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định là nhờ bám sát chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng, sự nỗ lực của toàn ngành với quyết tâm chính trị cao, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trên cơ sở bài học kinh nghiệm được rút ra. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, phối hợp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục hoàn thiện các văn bản lấy trung tâm là các quy định của Đảng, thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề của Đảng, nắm chắc và bám sát thực tiễn để điều chỉnh các hoạt động có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng cần nâng cao tinh thần đoàn kết trung thực, gương mẫu, tinh thông nghiệp vụ, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, làm tốt công tác cán bộ, coi trọng công tác tuyên truyền, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái xây là chính, cái chống là quan trọng thường xuyên, cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch, đồng thời phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa các cơ quan có liên quan, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Ngày 12 tháng 3, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện hợp phần bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, huyện Lạc Sơn. Tính đến ngày 10 tháng 3 năm 2021, dự án đã giải phóng mặt bằng, bàn giao đất được 605 ha, đạt hơn 67%, tổng giá trị giải ngân hợp phần đạt trên 812 tỷ đồng, có 64 hộ đã xây dựng nhà ở ra khu tái định cư Đồng Xe, xã Yên Phú. Về công tác bồi thường nhà ở, đến nay đã bồi thường giải phóng mặt bằng cho 445 hộ, đã hoàn thành đưa vào sử dụng điểm tái định cư xóm đá mới tại khu Đồng Xe giai đoạn 1, xây dựng 7 điểm tái định cư còn lại. Giai đoạn 2, điểm tái định cư xóm đá mới, 2 tuyến đường chống ngập và hạng mục vệ sinh lòng hồ. Huyện Lạc Sơn đặt mục tiêu từ tháng 3 đến tháng 4 năm nay hoàn thành kiểm đếm toàn bộ diện tích đất đai tài sản trên đất, thực hiện dự án đối với các hạng mục đường tránh ngập lòng hồ, xây dựng tái định cư, các khu nghĩa địa. Lập và phê duyệt với tổng kinh phí khoảng 262 tỷ đồng, nâng tổng lũy kế thực hiện giải phóng mặt bằng từ đầu dự án là hơn 892 tỷ đồng, hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án. Tại buổi làm việc, huyện Lạc Sơn đã nêu một số khó khăn như các hộ dân xã Bình Hẻm chưa nhất trí với phương án bồi thường, chưa có bản đồ trích đo giải phóng mặt bằng các hạng mục liên quan xã Yên Phú để làm căn cứ lập và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời đề xuất Ủy ban dân tỉnh xem xét cho phép huyện Lạc Sơn áp giá bồi thường hỗ trợ đối với đất nông nghiệp cho các hộ xã Bình Hẻm bằng giá đất hai xã Yên Phú Văn Nghĩa. Đề nghị tỉnh sớm có văn bản báo cáo chính phủ xem xét bổ sung nguồn vốn với tổng kinh phí là 149 tỷ đồng vào kế hoạch năm 2021 để thực hiện hợp phần giải phóng mặt bằng và tái định cư. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hòa Bình yêu cầu chủ đầu tư thực hiện hợp phần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của đơn vị khẩn trương thực hiện các phần việc, nhất là các hồ sơ thủ tục liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng. Đối với các kiến nghị về giá đất bồi thường, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao huyện Lạc Sơn làm việc cụ thể với các sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp để sớm giải quyết.
huyện Lạc Sơn cần tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, ủy ban dân các xã, đơn vị thi công rà soát lại các phương án thi công một cách cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, huyện Lạc Sơn sớm hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi đất rừng ở các khu tái định cư sang đất ở. Đồng thời, các xã nằm trong dự án cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân, phối hợp hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện đảm bảo tiến độ dự án. Ngày 12 tháng 3, Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai giải pháp đầu tư phát triển các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì hội nghị. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 8 khu công nghiệp, trong đó 5 khu công nghiệp đã được tập trung đầu tư, hoàn thiện một số công trình thiết yếu bao gồm khu công nghiệp Bờ Trái, Sông Đà, Lạc Thịnh, Yên Quang, Mông Hóa, Lương Sơn. Có 2 khu công nghiệp đã cơ bản đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật là khu công nghiệp Lương Sơn, Bờ Trái, Sông Đà. Tỷ lệ lấp đầy diện tích tại khu công nghiệp Lương Sơn đạt 100%, khu công nghiệp Bờ Trái, Sông Đà đạt 70,8%, khu công nghiệp Mông Hóa đạt 34,7%, khu công nghiệp Nam Lương Sơn 61%. Đối với 20 cụm công nghiệp, số lượng dự án đầu tư thứ cấp đăng ký tại cụm công nghiệp tăng, một số dự án có quy mô vốn và diện tích thuê đất lớn tại các cụm công nghiệp cơ bản được đầu tư như cụm công nghiệp Triềng Châu, huyện Mai Châu và cụm công nghiệp Phú Thành 2, huyện Lạc Thủy. Công tác đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, phương pháp tiếp cận và quảng bá xúc tiến thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp của tỉnh tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên hiện nay, quy hoạch các khu công nghiệp không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Hầu hết các khu công nghiệp đều cần phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết, không có quy hoạch khu tái định cư cho người dân bị thu hồi đất, phục vụ phát triển công nghiệp, không có quy hoạch hạ tầng xã hội. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư còn gặp nhiều vướng mắc, tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu cụm công nghiệp còn chậm. Hầu hết các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được đầu tư đồng bộ với cơ sở hạ tầng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc phát triển các khu cụm công nghiệp trong việc thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các ngành địa phương rà soát lại toàn bộ quy hoạch trong tháng 3 năm 2021. Đối với các cụm công nghiệp không có khả năng triển khai, kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch, có giải pháp xử lý nghiêm các khu cụm công nghiệp không đảm bảo tiến độ, không gia hạn tiến độ. Đối với công tác giải phóng mặt bằng cần quyết liệt hơn nữa, nhất là đối với khu công nghiệp Bờ Trái, Sông Đà. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục nhằm thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên cũng cần lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm năng, chiến lược trên tinh thần bảo vệ môi trường phát triển bền vững. Ngày 12 tháng 3, đoàn đại biểu chương trình gặp mặt các thế hệ tham gia công trường thanh niên cộng sản và tuyên dương công trình thanh niên tiêu biểu, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Trung ương Đoàn tổ chức đã dâng hương và báo công tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự có 130 đại biểu là các thế hệ tham gia công trường thanh niên cộng sản các thời kỳ, các thế hệ tham gia xây dựng thủy điện Hòa Bình, đại diện các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc và 35 đơn vị công trình thanh niên tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm 90 ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thực hiện lời dạy của Người, các thế hệ tuổi trẻ cả nước đã nỗ lực đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, hy sinh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau lễ dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu sẽ có buổi tọa đàm thanh niên diễn ra tối ngày 12 tháng 3 tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, những bức tranh tường bích họa cỡ lớn, những sân chơi cho thiếu nhi hay những đoạn đường giao thông nông thôn được khởi công xây dựng, đó là một trong số hàng trăm công trình do đoàn viên thanh niên lên ý tưởng, tổ chức và thực hiện. Mỗi công trình, mỗi phần việc đó đều hội tụ nhiệt huyết, sự sáng tạo của tuổi trẻ và lan tỏa niềm vui, hạnh phúc đến người hưởng lợi. Qua đó thêm khẳng định vai trò xung kích, tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên của thế hệ trẻ ngày nay. Từ những bức tường cũ kỹ, rêu mốc, nay đã được thổi hồn bằng những tác phẩm hội họa với thông điệp về ý nghĩa cuộc sống và mang đậm màu sắc của tuổi trẻ. Đó là hình ảnh cổ động về chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, chủ quyền biển đảo Việt Nam. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, một thông điệp ý nghĩa, là tình yêu quê hương đất nước của tuổi trẻ Hòa Bình, với mong muốn làm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn. Việc xây dựng các công trình thanh niên của trên toàn địa bàn thành phố cũng đã phát huy được cái vai trò của đoàn thanh niên thành phố trong cái việc cùng với hệ thống chính trị, cùng với chính quyền nhân dân thành phố Hòa Bình xây dựng thành phố Hòa Bình luôn văn minh và giàu đẹp hơn. Tôi cũng xây dựng các tuyến đường cờ kiểu mẫu, hai là các tuyến đường thanh niên kiểu mẫu, như tuyến đường tranh bích họa
hoặc là qua những cái hoạt động đó thì chúng tôi từ khu vực đô thị thì chúng tôi lan tỏa đến các khu vực nông thôn. Còn đây là công trình sân chơi cho thiếu nhi được Đoàn viên Thanh niên thành phố Hòa Bình triển khai thực hiện. Gần 2 năm nay, 27 khu vui chơi làm từ vật liệu tái chế lần lượt mọc lên từ những khu đất trống hay sân trường đầy nắng đã mang lại niềm vui cho biết bao trẻ em nghèo. Đó là món quà ý nghĩa mà Đoàn viên Thanh niên thành phố Hòa Bình dành tặng các em nhỏ với mong muốn nhận về những nụ cười hạnh phúc. Từ những cái vật liệu rác thải như là lốp xe đã cũ bỏ đi thì đoàn phường cũng đã vận dụng những cái đấy để làm những cái thành những cái trò chơi cho trẻ con như là bập bênh này, xích đu để tạo những cái sân chơi cho trẻ. Đoàn phường cũng đã xã hội hóa để vận động bà con, nhân dân và vận động đoàn viên đóng góp kinh phí để đổ sân bê tông để nền chắc để làm một sân chơi. Mỗi công trình, mỗi phần việc thanh niên được hoàn thành có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng. Kết quả đó không thể cân đo bằng những con số cụ thể, khô cứng, mà cái được lớn nhất chính là hình ảnh, nhiệt huyết của tuổi trẻ đã được nhân dân ghi nhận và trân trọng. Khi mà được có cái kế hoạch để xây dựng cái đường cổng đường vào nhà văn hóa như này thì bà con rất là phấn khởi. Đấy, thấy được cái sự quan tâm của đoàn viên thanh niên của thành phố cũng như là của phường đã quan tâm đến để xây dựng cho bà con nhân dân cái đường vào nhà văn hóa nó rộng rãi và khang trang. Bà con rất là phấn khởi, thấy được cái sự là quan tâm của đoàn viên thanh niên, đấy của cái lực lượng đoàn viên thanh niên tới cái cuộc sống sinh hoạt của bà con nhân dân ở khu dân cư. Các mô hình có sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân với vai trò nòng cốt là đoàn viên thanh niên đã mang lại hiệu quả thiết thực. Những công trình đó sẽ trở thành biểu tượng cho nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ Hòa Bình, tạo thêm động lực, tiếp thêm niềm tin để tuổi trẻ Hòa Bình lan tỏa niềm vui, hạnh phúc đến mọi người. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 11 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu của đơn vị giao nguồn và đơn vị nhận nguồn đã thảo luận thống nhất một số nhiệm vụ như quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị, kịp thời điều chỉnh bổ sung kiện toàn biên chế các đơn vị, dự bị động viên, đảm bảo tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự đúng quy định, làm tốt công tác bảo đảm quân trang nơi ăn ở, sinh hoạt và chế độ chính sách cho quân nhân dự bị. Các địa phương đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hiệp đồng kế hoạch huấn luyện, từng bước nâng cao trình độ kỹ năng phương pháp tác phong cho cán bộ huấn luyện đơn vị dự bị động viên. Thông qua hiệp đồng huấn luyện diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị phương tiện kỹ thuật dự bị nhằm thực hiện đúng luật lực lượng dự bị động viên cũng như từng bước nâng cao chất lượng các đơn vị dự bị động viên của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ ngày 22 tháng 2 đến 16 giờ ngày 11 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 35 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có 2 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 33 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hồ sơ ứng cử gồm đơn ứng cử sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt, bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử, 3 ảnh mẫu chân dung 4x6cm chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Từ nay đến hết ngày 14 tháng 3, Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ ứng cử trong giờ hành chính các ngày trong tuần, chậm nhất là 17 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2021. Riêng thứ Bảy ngày 13 tháng 3 và Chủ nhật ngày 14 tháng 3, Ủy ban Bầu cử tỉnh cử người trực tiếp nhận hồ sơ người ứng cử. Ngày 11 tháng 3, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Âu Mỹ phối hợp với Ủy ban dân huyện Mai Châu tổ chức lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm tỏi tía xã Thành Sơn, huyện Mai Châu. Sản phẩm tỏi tía xã Thành Sơn đã có từ lâu với hương vị đặc trưng. Việc trao nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm sẽ góp phần xây dựng bảo vệ uy tín, danh tiếng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người dân tại xã Thành Sơn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tỏi tía.
Ngày 11 tháng 3, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện thành phố Hòa Bình, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tổ chức Ngày hội Hiến máu Tình nguyện đợt 1 năm 2021 với thông điệp Hiến máu an toàn, không ngại COVID. Ngày hội đã đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và thu hút được trên 700 cán bộ công chức, viên chức, người lao động, thanh niên và nhân dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả đã thu về hơn 500 đơn vị máu. Toàn bộ đơn vị máu được chuyển về ngân hàng máu của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương nhằm phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân cần máu. Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Hòa Bình. Dự kiến trong năm 2021 sẽ tổ chức 5 đợt hiến máu tình nguyện. Từ những giọt máu tình nguyện sẽ kịp thời cứu sống hàng ngàn bệnh nhân đang cần máu. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 là một năm khó khăn đối với cả doanh nghiệp và người lao động. Sản xuất kinh doanh gặp khó, người lao động bị tạm dừng hoặc mất việc làm là khung cảnh ảm đạm của thị trường lao động trong suốt một năm qua. Đáng nói, những tháng đầu năm 2021, khi mà dịch COVID-19 quay trở lại lần thứ ba, một lần nữa khiến cho người lao động và doanh nghiệp lại rơi vào thế khó. Đến thời điểm này, có nhiều doanh nghiệp chưa thể phục hồi sản xuất, cũng không ít người lao động chưa tìm được việc làm, nhất là các lao động phổ thông, lao động đã từng làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài nhưng bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chưa bao giờ áp lực việc làm của người lao động sau Tết Nguyên đán lại rơi vào thế khó như hiện nay, và giải pháp nào để tháo gỡ? Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bình luận của biên tập viên Minh Thủy. Thưa quý vị và các bạn, nhiều doanh nghiệp chưa kịp khôi phục sản xuất thì cả doanh nghiệp và người lao động lại chịu ảnh hưởng khi dịch COVID-19 quay trở lại lần thứ ba. Thời điểm này, không ít người lao động còn đang loay hoay trong vấn đề tìm việc làm và cần một chiếc phao cứu sinh. Bởi nếu không có việc làm, không có thu nhập, thì cuộc sống của người lao động và những người thân sẽ ra sao? Nếu như tình trạng mất việc làm lại tiếp tục xảy ra như những tháng đầu năm 2020. Trong khi đó, mỗi ngày các cơ quan liên quan tới lĩnh vực này đang tiếp nhận hàng trăm hồ sơ của người lao động xin đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mặc dù đã sau Tết Nguyên đán được khoảng một tháng, thế nhưng hơn 80% số lao động ở cơ sở bảo trợ xã hội Thuận Hòa, huyện Mai Châu hầu hết chưa quay trở lại làm việc. Những người lao động đã từng làm việc cho cơ sở này hiện cũng đang loay hoay chưa biết tìm công việc gì mới để thay thế. Trong suốt năm 2020, duy nhất chỉ có một đơn hàng được xuất khẩu đi nước ngoài. Hàng hóa tiêu thụ tại thị trường trong nước ảm đạm do tác động của dịch COVID-19. Cái máy thì không hoạt động thì nó cũng bị hỏng hóc, nó bị xuống cấp đi rất là nhiều, và những người lao động không có công ăn việc làm cho họ thì họ cũng đi tìm công ăn việc làm khác. Thì đến lúc giả sử như là ổn định thì mình cũng muốn để mà làm cái tạo ra để mình kéo cái sự công việc của cho mọi người về đây để mà làm, thì cũng rất là cái đấy là cũng là một cái khó khăn lớn nhất cho cơ sở. Theo báo cáo từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 8 tháng 2 năm 2021, toàn tỉnh có gần 540 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền chi trả là trên 6,8 tỷ đồng. Theo đánh giá, số người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp những tháng đầu năm nay có chiều hướng tăng lên, nhất là khi dịch COVID-19 quay trở lại lần thứ ba. Thực trạng giải quyết thất nghiệp cho người lao động từ đầu năm đến nay thì là cái tỷ lệ mà người lao động đến với Trung tâm Dịch vụ Việc làm để đăng ký nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì cao so với các cái năm trước, do cái tình hình dịch bệnh COVID-19 xảy ra, cho nên là các cái doanh nghiệp thì cũng đã khó khăn trong cái tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, dẫn đến cái tình trạng mà người lao động mất việc làm và chủ yếu tập trung vào các cái ngành nghề như là lao động phổ thông và các cái ngành nghề như là linh kiện điện tử. Sản xuất kinh doanh gặp khó, người lao động bị mất việc làm hoặc tạm dừng việc làm là khung cảnh ảm đạm chung của thị trường lao động việc làm trong suốt hơn một năm qua. Thời điểm này, nhiều người lao động đang rất cần có sự tư vấn, hỗ trợ từ các đơn vị liên quan để sớm tìm kiếm việc làm ổn định. Thưa quý vị và các bạn, đối mặt với những khó khăn trong suốt cả một năm 2020, cả doanh nghiệp và người lao động
dường như cũng đã thích ứng và chủ động hơn trong chiến lược thực hiện song song hai mục tiêu, đó là ổn định sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm. Nhờ có sự chủ động và có kế hoạch dài hơn, nhiều doanh nghiệp vẫn đảm bảo được việc làm, ổn định cho người lao động sau Tết. Bên cạnh đó, với khoảng 15 đến 20 sàn giao dịch việc làm được tổ chức tại các địa phương trong tỉnh mỗi năm đã giúp cho không ít lao động có cơ hội tìm được việc làm mới. Đây có thể chưa phải là những chiến lược dài hơi trong việc giải bài toán về áp lực việc làm của người lao động ở thời điểm này. Tuy nhiên, đây lại được xem như những chiếc phao cứu sinh hiệu quả để nhiều lao động không bị rơi vào tình cảnh mất việc làm. Nhờ chủ động được các kế hoạch sản xuất thích ứng với thời điểm dịch bệnh mà sau Tết, hơn 50 người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Đại huyện Mai Châu vẫn đảm bảo được việc làm và thu nhập. Vấn đề giải quyết việc làm và đảm bảo các chế độ cho người lao động được doanh nghiệp này nhìn nhận là một trong những yếu tố then chốt để giữ chân người lao động ở thời điểm hiện nay. Tại cái thời điểm này thì tiêu chí của chúng tôi là đặt ra hàng đầu muốn giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động và doanh nghiệp ổn định sản xuất để duy trì sản xuất. Thì chúng tôi có nên những cái kế hoạch, thứ nhất là chuẩn bị cái nguồn nguyên liệu để đủ cho bước vào cái năm mới để làm việc. Thứ hai là người lao động là trước tiên là phải đáp ứng được cái đủ việc làm cho người lao động, và thứ hai là cái thu nhập của người lao động để nó đảm bảo ổn định, và thứ ba nữa là chúng tôi phải có kế hoạch kết nối với khách hàng đầu ra của mình để làm sao họ đảm bảo ổn định được khi hàng hóa mình sản xuất ra nó lưu thông được. Trước thực trạng người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp có chiều hướng tăng, tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về áp lực việc làm sau Tết cho người lao động. Trong đó tập trung vào nhóm đối tượng lao động phổ thông, lao động bị mất việc làm tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 2021, toàn tỉnh có trên 1.000 người được tư vấn giới thiệu việc làm, 14 doanh nghiệp đăng ký giới thiệu cung ứng lao động. Ngay từ đầu năm thì trung tâm cũng đã phối hợp với lại các trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh thì để khảo sát cái nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như là các tỉnh, thì sau đó là trung tâm sẽ tổ chức các cái buổi hội thảo tư vấn và tổ chức các cái phiên giao dịch việc làm. Thì hàng năm thì trung tâm tổ chức tầm từ 15 cho đến 20 phiên giao dịch việc làm nhằm kết nối người lao động với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho người lao động tìm kiếm được việc làm với các cái ngành nghề phù hợp để đi làm việc. Cái công việc sau Tết này thì nó cũng ít do dịch bệnh COVID gây ra. Nói chung là chúng tôi cũng luân phiên nhau, thay ca nhau để sản xuất. Chúng tôi cũng mong muốn là các cái doanh nghiệp ủng hộ cho công ty để đảm bảo cái đầu ra, để có cho anh em được có công ăn việc làm nó đều đặn hơn so với những năm khác. Chỉ khi có việc làm, có thu nhập ổn định, cuộc sống của người lao động mới được đảm bảo. Vì vậy, việc đẩy mạnh các giải pháp kết nối doanh nghiệp, khảo sát nhu cầu việc làm, tư vấn, giới thiệu việc cho người lao động ở thời điểm này là rất cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, số lao động có nhu cầu được tư vấn, giới thiệu việc làm và đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp sau Tết có xu hướng tăng, nhất là nhóm lao động phổ thông. Vì vậy, hàng loạt giải pháp cần thực hiện ngay lúc này, đó là chủ động nắm bắt thị trường lao động để có phương án hỗ trợ cho người lao động, tăng cường các sàn giao dịch việc làm trực tuyến, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, lao động, việc làm và xuất khẩu lao động, đặc biệt là chính sách đối với các doanh nghiệp thu hút nhiều lao động của địa phương. Có như vậy mới góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Và đến đây phần bình luận của tôi xin được kết thúc tại đây. Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế. Ngày 11 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật kích thích cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ sớm hơn một ngày so với kế hoạch, trong một động thái nhanh chóng nhằm viện trợ kinh tế cho người Mỹ. Điều này diễn ra một ngày sau khi gói cứu trợ được Quốc hội thông qua. Đạo luật lịch sử này nhằm xây dựng lại xương sống của nước Mỹ và mang đến cho mọi người trong quốc gia này, những người lao động, những người thuộc tầng lớp trung lưu, những người đã xây dựng đất nước, một cơ hội chiến đấu. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng, người Mỹ sẽ bắt đầu nhận được các khoản kích thích sớm nhất là vào cuối tuần này.
khoản ngân sách lớn trên gồm khoản trợ cấp 1.400 đô la Mỹ cho mỗi người dân Mỹ, gia hạn trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp, tài trợ tiêm chủng và xét nghiệm COVID-19, hỗ trợ 129 tỷ đô la Mỹ cho các trường học, tăng tín dụng thuế thu nhập và kế hoạch tăng lương tối thiểu lên 15 đô la một giờ vào năm 2025. Tổng thống Biden cũng đã có bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình vào giờ vàng từ Nhà Trắng để tưởng niệm một năm sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đại dịch COVID-19, vốn đã khiến 530.000 người Mỹ tử vong. Ông chỉ trích những kẻ dùng đại dịch làm cái cớ để gây thù hận và chia rẽ đất nước vào thời điểm cần sự hàn gắn. Ông kêu gọi tất cả người Mỹ tiêm phòng vaccine COVID-19 khi nào đến lượt mình. Với quyền hành pháp của mình, ông Biden nói rằng tất cả các bang, bộ tộc và vùng lãnh thổ của Mỹ phải cung cấp vaccine cho người trưởng thành đủ điều kiện từ tháng 5 này, để nước Mỹ có thể cho phép những cuộc tập trung nhỏ vào ngày Quốc khánh mùng 4 tháng 7. Ngày 11 tháng 3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoãn chuyến thăm đầu tiên của ông tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo một tuyên bố chính thức được đưa ra cùng ngày, chuyến thăm của ông Netanyahu đã bị hoãn lại do những khó khăn trong việc điều phối chuyến bay của ông trong không phận Jordan. Việc hoãn lại xuất phát từ việc Israel hủy chuyến thăm của Thái tử Jordan tới khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem do các vấn đề an ninh tại địa điểm này. Jordan cuối cùng đã cho phép chuyến bay của Thủ tướng sử dụng không phận Jordan, nhưng thông báo nhận được quá muộn. Lần hoãn này sẽ là lần thứ tư kể từ tháng 9 năm ngoái. Phân tích mới từ Israel cho thấy vaccine của Pfizer-BioNTech có hiệu quả 97% trong việc ngăn ngừa COVID-19. Phân tích về việc sử dụng vaccine trong thế giới thực được công bố vào thứ Năm cho thấy những người được tiêm chủng từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 6 tháng 3 có tỷ lệ miễn dịch cao hơn nhiều so với những người chưa được tiêm chủng. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết một liều vaccine Pfizer được chứng minh là có hiệu quả 85% trong việc ngăn ngừa các trường hợp có triệu chứng từ 15 đến 28 ngày sau khi tiêm. Các số liệu ủng hộ lập luận rằng với nguồn cung cấp liều lượng hạn chế, liều lượng đầu tiên nên được tiêm cho càng nhiều người càng tốt. Tuy nhiên, Bộ Y tế Israel vẫn gợi ý rằng để bảo vệ tối đa, hai liều có thể là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, vaccine Pfizer đã được chứng minh là có hiệu quả 94% đối với các trường hợp nhiễm không có triệu chứng, chất xúc tác chính của sự lây lan. Quân đội Israel cũng cho biết họ đã trở thành đội quân đầu tiên trên thế giới đạt được khả năng miễn dịch theo cộng đồng, vì 81% quân số đã được tiêm phòng hoặc đã bình phục. Quân đội ước tính họ sẽ đạt khoảng 85% khả năng miễn nhiễm vào tuần tới. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức thấp lịch sử là 0% và cho biết họ sẽ tăng cường kích thích mua trái phiếu trong những tháng tới. Trong cuộc họp chính sách ngày 11 tháng 3, Hội đồng Quản trị gồm 25 thành viên đã quyết định để lãi suất tái cấp vốn chuẩn ở mức 0% và lãi suất huy động ở mức âm 0,5% nhằm khuyến khích các ngân hàng cho vay tiền hơn là giữ chặt nó. Tổ chức có trụ sở tại Frankfurt cho biết việc mua hàng trong chương trình mua hàng khẩn cấp đại dịch trong quý tới sẽ được tiến hành với tốc độ cao hơn đáng kể so với những tháng đầu năm nay. Các bước đi này được coi là một động thái nhằm giảm bớt lo ngại lạm phát trong tương lai khi ECB nỗ lực chống lại tác động đi xuống của đại dịch đối với nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu. Trong báo cáo thị trường tháng công bố ngày 11 tháng 3, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC nhận định các biện pháp kích thích tài chính và việc triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở nhiều nước khiến triển vọng về tăng trưởng kinh tế cũng như là nhu cầu đối với dầu mỏ trong năm nay sẽ tăng trở lại. OPEC cho biết nhu cầu sẽ tăng 5,8 triệu thùng trên một ngày, tương đương 6,5%. Đây là mức tăng khoảng 100.000 thùng mỗi ngày so với ước tính của tháng 2. OPEC dự báo tổng nhu cầu dầu trong năm nay đạt 96,3 triệu thùng một ngày, với mức tiêu thụ nhiều nhất trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ này cũng cho biết mức tăng trưởng sẽ không đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt của năm ngoái, vì một số thách thức do đại dịch gây ra rất có thể sẽ vẫn tồn tại trong suốt năm 2021. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.